Vâng, xin được kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khanh Ô tô cũ Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Và em Khanh là có địa chỉ là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Khanh, nằm trên địa phận xã Hiệp An, thị xã Kinh Môn Hải Dương, nằm trên quốc lộ 388B thị xã Kinh Môn Hải Dương anh chị nhé. Cách quốc lộ 5 tờ cũ tầm khoảng 500-700m thôi. Nếu anh chị các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại cửa hàng bên em nhé. Đi tầm xe ôm thì tầm khoảng 500-600m, 600-700m là đến cửa hàng bên em thôi. Thì xe bên em đang để tại cửa hàng anh chị nhé. Và trong cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 2019 này, một ngày phải nói là cực kỳ đặc biệt của đất nước, thì em Khanh cũng mong muốn được gửi tới toàn thể quý anh chị các bạn một cái mẫu xe nhỏ gọn gia đình đi lại. Và nếu anh chị mua về để kết hợp kinh doanh dịch vụ taxi thì phải nói là cực kỳ hợp lý với chiếc Kia Morning được sản xuất năm 2015, và với cái động cơ 1.0 này cực kỳ siêu tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Và chiếc xe với uy tín chất lượng của em Khanh với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Khanh, em Khanh cam kết cho anh chị các bạn chiếc xe hoàn toàn là không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không có taxi dịch vụ anh chị nhé. Hoàn toàn là không taxi dịch vụ, chiếc xe tên tư nhân và gia đình chỉ sử dụng để mục đích đi lại thôi. Và chiếc xe mới được có hơn 8 vạn sau mấy năm sử dụng anh chị nhé. Và nếu mà cho xe này phải nói cực kỳ còn rất là đẹp luôn, máy móc ngon zin mà tổng thành bên ngoài là không có đâm xô tai nạn. Nếu anh chị các bạn đến muốn xem xe trực tiếp thì đến cửa hàng bên em nhé. Như em đã giới thiệu là cửa hàng bên em là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Khanh, nằm trên quốc lộ 388B thị xã Kinh Môn Hải Dương. Và với chiếc Kia Morning này bên em đang chào bán mức giá chỉ có 250 triệu đồng thôi. Bên em giao rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho anh chị nhé. Thì anh chị cũng lưu ý rằng chiếc Kia Morning 2015 này bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị nhé. Và nếu anh chị các bạn muốn tư vấn chi tiết hơn và thì hãy gọi cho em Khanh theo số điện thoại 0943 622 621 để em Khanh sẽ tư vấn chi tiết cũng như giải đáp mọi thắc mắc về chiếc xe cho anh chị nhé. Cũng như sẽ là vâng, sẽ hướng dẫn anh chị làm thủ tục hỗ trợ trả góp nhé anh chị nhé. Đấy, vâng anh chị, bây giờ em sẽ vào chi tiết toàn bộ cái chiếc Kia Morning 2015 số sàn này. Và em xin nhắc lại, bên em đang chào bán mức giá 250 triệu đồng, có bao rút hồ sơ, bao vận chuyển và hỗ trợ trả góp cho chiếc xe này anh chị nhé. Về cái tổng thành bên ngoài của chiếc xe là một màu xám bạc, và nó là cũng khá là thanh nhã, và với cái màu này thì cũng khá là, phải nói là cũng rất là đại trà với cái dòng Kia Morning này. Và đời 2015 thì cái chiếc Kia Morning này đã lên form mới anh chị nhé. Và cái form mới của chiếc xe thì nó rất là cứng cáp, nó không còn mí mèo như là với cái dòng xe cũ nữa. Đó, nên là anh chị có thể thấy cái phần mặt ca lăng của trước của chiếc xe kết hợp với hai cụm đèn vách ở hai bên này tạo form của chiếc xe mặt trước nặng khá là dữ dằn và rất là cứng cáp anh chị nhé. Đèn halogen tiêu chuẩn theo xe và đèn sương mù đầy đủ cũng như là đèn gầm là đầy đủ theo xe anh chị nhé. Và với cái góc cạnh của chiếc xe anh chị có thể thấy là hoàn toàn là không có đâm xô tai nạn, nên là giữ nguyên được cái form dáng của nhà sản xuất anh. Đây anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ cái đường gân chỉ mép cạnh cũng như các mép lẹp kính này. Đấy, các lẹp kính này hoàn toàn là nó không có vấn đề gì cả và rất ok. Đời chiếc Kia Morning 2015 này đã độ mâm đúc anh chị nhé. Mâm đúc này anh chị thấy rất là cứng cáp. Đó, mâm đúc 4 bánh theo xe nhé, rất là cứng cáp, có phanh ABS trang bị 2 bánh trước này. Thì với chiếc xe này, với chiếc Kia Morning này thì anh chị có thể thấy 4 lốp là còn rất là mới. Với cái 4 lốp này thì anh chị mua về thì chạy khoảng 3-4 năm nữa thì mới phải thay nhé, thoải mái luôn anh chị nhé. Đó, lốp còn rất đẹp. Thì với 2015 này mới chạy được có 4 năm thì anh chị cũng hoàn toàn yên tâm về cái phần gầm bệ của chiếc xe, chắc chắn là còn rất là chắc chắn và hoàn toàn là không mục mọt anh chị nhé. Đó là chiếc xe còn cực đẹp luôn, tên tư nhân và chưa qua taxi dịch vụ một ngày nào cả, cửa mở rất là nhẹ nhàng. Vâng, và em Khanh cũng cam kết chắc lịch cho anh chị các bạn, anh chị có thể xem xe với chiếc Kia Morning 2015 này. Và nếu như hoàn toàn không đúng sự thật như bên em qua em giới thiệu thì bên em sẽ hoàn trả toàn bộ cái chi phí anh chị đến xem xe anh chị nhé. Và anh chị nếu mà chốt với em chiếc xe này trên mạng, trên kênh của bên em, và anh chị lấy xe về và kiểm tra, nhờ thợ kiểm tra không đúng với bên em quay thì bên em sẽ cũng hoàn trả toàn bộ số tiền anh chị đặt cọc cũng như mua chiếc xe, và bên em tự lấy xe về. Nếu anh chị với uy tín chất lượng của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Khanh, em cam kết cho anh chị và hứa với anh chị như vậy.
Về cái tổng thể bên ngoài của chiếc xe anh chị như thế vậy là rất là ok anh chị nhé. Đó, một cái form dáng khá là đẹp. Đấy, đây anh chị, đằng sau xe anh chị nhìn này, cái cốp xe, cốp này, lớp sơ cua đầy đủ theo xe anh chị nhé. Đây, lớp sơ cua đầy đủ theo xe này. Và tất cả các đường góc cạnh của chiếc xe là hoàn toàn là không đâm xô tai nạn anh chị nhé. Nhìn này, anh chị có thể thấy đèn gầm đằng sau là đầy đủ nhé. Đó, keo chỉ là em cam kết cho zin 100% theo xe, không mất một phần keo chỉ nào cả. À, anh chị yên tâm nhé. Vâng, anh chị hoàn toàn yên tâm về cái chiếc Kia Morning này. Và em cam kết với uy tín chất lượng của em, mạnh công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Khanh, và cam kết cho anh chị. Vâng, anh chị yên tâm nhé. Và không đúng, nếu anh chị đến xem xe và không đúng như bên em giới thiệu thì em sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền anh chị đến xem xe. Cũng như anh chị nếu mà chốt đặt cọc với chiếc xe này trên kênh thì em, nếu không anh chị kiểm tra mà không đúng như sự thật thì em, bên em cũng hoàn trả toàn bộ số tiền anh chị đặt cọc mua xe. Bên em tự lấy xe về anh chị nhé. Và chiếc xe hoàn toàn không khoan đục anh chị nhỉ. Gia đình sử dụng nên là người ta giữ gìn xe rất là cẩn thận. Anh chị thấy táp ni đẹp sạch sẽ nhé, không khoan đục. Keo chỉ zin 100% theo xe. Và chiếc xe zin đến từng con ốc này, không, tất cả các bản nề cửa là hoàn toàn ốc chưa ra anh chị nhé. Sơn vạch vẫn còn này. Đó, phải nói là cực đẹp luôn anh chị nhé. Một chiếc xe phải nói cực đẹp. Mà giá rất hợp lý, chỉ có 250 triệu đồng thôi. Vâng anh chị nhé, có hỗ trợ trả góp. Mà anh chị thiếu một chút tiền, nếu mà không đủ tiền mua chiếc xe này thì cũng đừng quên alo cho em Khanh theo số điện thoại 0943622621 để em Khanh có thể làm hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ trả góp anh chị nhé. Hoàn toàn là không khoan đục taxi gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn, sạch sẽ. Da bọc ghế thì rất là mới anh chị này. Rất là mới nhá. Đấy, gia đình người ta đi lại rất là giữ gìn xe, chiếc xe, nên là tất cả từ tổng thành bên ngoài đến nội thất bên trong còn cực đẹp luôn anh chị. Hoàn toàn là không khoan đục, không có vết khoan đục nhé. Và tổng thành nơ ở kính là bằng điện hết rồi. Đây, anh chị nhìn này, hoàn toàn là không khoan đục. Một chiếc xe phải nói là cực đẹp, zin đến từng con ốc luôn. Đó, zin đến từng con ốc nhé. Đấy, tất cả là ốc zin dịt luôn, không mất, vẫn còn nguyên vạch sơn luôn anh chị nhé. Vẫn còn nguyên vạch sơn luôn. Đây ạ. Và em sẽ đè cho anh chị xem. Vâng, với xe, chiếc xe này chỉ đi mới có hơn 8 vạn một chút thôi anh chị nhé. Và hoàn toàn không có một lỗi nhỏ nào, vòng tua rất là ổn định anh chị nhỉ. Nhìn này. Mà với cái động cơ 1.0 này phải nói là một chiếc xe cực kỳ siêu tiết kiệm nhiên liệu nhé anh chị nhé. Nó chỉ dao động đâu đó vào khoảng tầm khoảng hơn 5 lít đến 5 lít rưỡi trên 100 cây một chút thôi. Nếu anh chị mua về chạy taxi thì quá là hợp lý và cực kỳ là hợp lý luôn anh chị nhé. Đây ạ. Âm thanh thì có đầu VCD này, kết nối với tất cả các loa ở cánh cửa này. Và nói chất lượng âm thanh nghe cực sướng luôn. Đó, có loa ở trên cái trước đầu xe nhé anh chị nhé, nghe cực sướng luôn. Và điều hòa thì cực mát luôn anh chị nhé. Đó, có hút khí trong xe này, ok hết. Và đèn này, đấy, rất là ok rồi. Vâng, với cái chiếc xe Kia Morning này thì là tổng thành nâng hạ kính toàn bộ bằng điện hết rồi anh chị nhé. Tổng thành nâng hạ kính toàn bộ bằng điện hết rồi. Và anh chị nhìn này, và rất ok, không vấn đề gì cả. Gương chỉnh điện nhé, khóa cửa kính trung tâm này, rất ok. Và gạt mưa này, hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Vâng, thì anh chị đến xe, đi xem xe thì xe nó có chạy nhiều hay không thì nhìn tay cần số biết ngay ạ. Với chiếc này thì anh chị nhìn này, hoàn toàn là không bị mòn nhé. Đó, hoàn toàn là không bị mòn này, rất là nét. Cũng như vô lăng, nó không bị mòn hai cái điểm này. Chiếc xe hoàn toàn đi rất ít nên nó không bị mòn anh chị nhé. Và nó chiếc xe cực kỳ là đẹp và đi còn rất là ngon luôn anh chị này. Khóa zin theo xe, có điều khiển nhé. Đấy, có điều khiển từ xa này. Rất là ok. Thì bây giờ anh chị cùng em đến kiểm tra cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Em sẽ mở lắp capo này. À, tiện đây thì anh chị có thể xem là tay ở chân côn này, chân phanh và chân ga của chiếc xe còn rất là dày và cứng cáp. Đó. Nói chung là chiếc xe là rất là ok, không vấn đề gì cả. Vâng, với chiếc Kia Morning này được trang bị động cơ xăng 1.0 nha anh chị nhé. Và phải nói là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, và bốn máy cũng khá là khỏe.
Em nói không với là bổ máy anh chị nhé, không bổ máy, không ngập nước, không lỗi và không đâm xô tai nạn. Đó, anh chị có thể thấy này, toàn bộ các dòng đầu trước là hoàn toàn nguyên bản nhé, đèn zin nguyên bản theo xe nhé, không bị vỡ hay là không bị làm sao cả. Anh chị nhìn này, lắp cabo thì không biến dạng, không mất một phân keo chỉ nào, rất là ok rồi. Vâng, anh chị đang quan tâm đến chiếc Kia Morning và muốn mua cho nhà mình một chiếc xe để chạy taxi dịch vụ thì về chiếc Kia Morning 2015 bên em đang giới thiệu đây. Với giá chỉ có 250 triệu thôi, cực kỳ hợp lý để anh chị mua về sử dụng nhé. Và anh chị nếu có nhu cầu thì đừng quên alo cho em Khanh theo số điện thoại 0943 622 621 để sở hữu chiếc Kia Morning 2015 số sàn này. Và em Khanh xin được cảm ơn toàn thể quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở video tiếp theo.